chào cả nhà. Cả nhà có khỏe không? Dạo gần đây á, thì Phượng rất là quan tâm đến những cái thiết bị chăm sóc sức khỏe cho gia đình đó mọi người. Không biết là mọi người có giống Phượng không ha? Bất kỳ một cái thiết bị nào mà nó có ảnh hưởng tới sức khỏe là Phượng tìm hiểu rất là kỹ luôn. Cụ thể như là gần đây Phượng muốn mua một cái máy lạnh đi, là Phượng phải tìm hiểu về thông số kỹ thuật nè, chi tiết sản phẩm nè, rồi lợi ích mà nó có thể mang lại cho sức khỏe của gia đình mình nữa. Bởi vì nhà Phượng có trẻ nhỏ đó mọi người, cho nên Phượng rất là quan tâm luôn. Và sau một khoảng thời gian mà gọi là cân đo đong đếm cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng, cũng như là bàn bạc với anh xã của mình, thì Phượng đã quyết định tậu cho mình một chiếc máy lạnh Daikin. Chiếc máy lạnh FTKI của Phượng đó mọi người thì có công suất là 1 ngựa, cho nên phù hợp với những căn phòng có diện tích là dưới 15m2 nha. Tuy cùng là 1 ngựa nhưng mà cái mức công suất lên đến là 9200 BTU, cao hơn đa số những cái máy lạnh 1 ngựa khác. Và nhờ đó thì khả năng làm mát của chiếc máy lạnh này nó cũng tốt hơn. Ngoài ra thì máy lạnh cũng được trang bị nhiều tính năng và công nghệ để hỗ trợ bảo vệ sức khỏe. Thông thường á, khi mà mua một cái thiết bị nào mọi người thường đi từ thiết kế trước đúng không? Nhưng mà Phượng đã chia sẻ với mọi người ngay từ đầu là Phượng rất là quan tâm về vấn đề sức khỏe. Cho nên những cái công nghệ hay là tính năng mà Phượng sắp chia sẻ với mọi người đây, có thể mọi người chưa có cảm nhận được liền đâu. Bởi vì nó giống như là một cái lợi ích vô hình vậy đó. Mà cái lợi ích về sức khỏe này nó mang lại cho mình rất là lớn luôn. Mọi người cũng biết là bây giờ đi ra đường á, là có quá trời những cái tác nhân ô nhiễm từ khói, bụi nè, vi khuẩn, virus nè. Nó rất là đáng lo ngại đúng không? Và phổi của mình gần như là hoạt động hết công suất và trong một cái môi trường không có được sạch cho lắm. Bởi vậy cho nên có những lúc ra đường đó Phượng chỉ mong làm sao là được sớm trở về nhà để tận hưởng cái luồng không khí trong lành cũng như là cơ thể của mình sớm hồi phục. Và máy lạnh Daikin sở hữu công nghệ streamer, nghe giống như các idol hiện nay đúng không mọi người? Nhưng mà thực tế đó nha, thì cái tính năng này nó cũng giống như là một idol trong việc bảo vệ sức khỏe vậy đó. Và khi mình lựa chọn cái chế độ streamer này thì ngay lập tức máy lạnh Daikin sẽ khởi động cái hệ thống phóng điện plasma được đặt ở bên trong máy. Để Phượng nói như vậy cho mọi người dễ hiểu hơn nha. Sức mạnh phân hủy của công nghệ streamer sẽ mạnh hơn gấp 1000 lần so với phóng điện plasma thông thường. Và các chất ô nhiễm như là bụi bẩn nè, vi khuẩn, virus tồn tại bên trong máy lạnh sẽ bị tiêu diệt, cho nên không còn cơ hội để có thể gây hại cho sức khỏe của gia đình Phượng được nữa. Phượng thấy á, mọi người có một cái quan điểm như vậy nè, là khi mà mình muốn ngăn những cái luồng không khí ở bên ngoài tràn vào trong nhà của mình đó nha, là mọi người sẽ đóng kín cửa. Đóng kín cửa như vậy nè, thì Phượng thấy cái quan điểm này nó rất là sai luôn á mọi người. Bởi vì á, là khi mà mình đóng kín cửa nhưng cái máy lạnh của mình lại là cái nơi phát tán ô nhiễm, thì cái điều này nó cũng rất là vô ích thôi. Bởi vì cứ mỗi lần mình sử dụng máy lạnh thì chính cái máy lạnh lại là cái nơi phát tán cái nguồn ô nhiễm đó vào trong cái không khí của gia đình mình. Để Phượng nói chỗ này cho nó rõ hơn một chút xíu nha. Đó là khi mà cái máy lạnh nó hoạt động đó, nó làm lạnh hay làm khô không khí đó, thì cái giàn lạnh sẽ bị đọng nước. Điều này là tất yếu của cái quá trình hoạt động của máy lạnh rồi. Khi đó đó thì bụi bẩn bám bên trong máy lạnh sẽ tạo ra một cái môi trường rất là lý tưởng để cho nấm mốc nè, vi khuẩn và virus phát triển. Cho nên cách tốt nhất để không khí trong nhà của mình luôn sạch sẽ, sảng khoái chính là mình ngăn chặn máy lạnh bị nhiễm bẩn. Và trên máy lạnh Daikin, ngoài công nghệ streamer như Phượng vừa chia sẻ thì còn có thêm cái tính năng là chống ẩm mốc, đảm bảo làm máy lạnh luôn sạch sẽ luôn nha. Khi các bạn nhấn nút mô trên remote khoảng 2 giây thì chức năng chống ẩm mốc trên máy lạnh Daikin sẽ được kích hoạt. Và lúc này quạt sẽ tiếp tục hoạt động thêm một thời gian sau khi máy lạnh ngưng hoạt động, giúp cho giàn lạnh mau khô hơn. Kết hợp cùng với cái công nghệ streamer đó mọi người, thì cùng một lúc nha, sẽ phân hủy tất cả những cái bụi bẩn nè, những cái tác nhân ô nhiễm như là vi khuẩn, virus, nấm mốc nè. Và những cái tác nhân ô nhiễm đó sẽ bị loại bỏ hoàn toàn, cũng như loại bỏ luôn cả cái điều kiện phát triển của những tác nhân ô nhiễm này. Vậy thì máy lạnh của mình sẽ được sạch toàn diện và luôn mang đến một cái luồng không khí tươi mới cho cả nhà của mình. Những cái lợi ích này thì chắc là mọi người không có cảm nhận được liền đúng không nè. Nhưng mà thật ra nó vẫn luôn diễn ra một cách âm thầm và giống như là một trợ thủ đắc lực để bảo vệ sức khỏe của gia đình mình vậy đó mọi người. Ngoài ra thì máy lạnh Daikin còn có những cái lợi ích khác. Và Phượng thấy là cái lợi ích này chắc là mọi người sẽ cảm nhận được này, dễ cảm nhận hơn. Đó là có khi nào mà mọi người thấy trong cái thời tiết nóng nực oi bức đó, mình thấy da mình nó cứ rít rít khó chịu không? Đó là bởi vì cái không khí, cái độ ẩm trong không khí đó mọi người, lúc này nó rất là cao luôn. Và nó làm cho da của mình nó bị bít đó, nó không có thoát nhiệt được, rất là khó chịu. Máy lạnh thông thường thì sẽ làm cho độ ẩm trong không khí hạ xuống, giúp cho cơ thể thoải mái hơn. Tuy nhiên sau một thời gian thì độ ẩm dường như tăng trở lại vì nhiều lý do.
Có thể là do môi trường, ví dụ như việc mở cửa phòng đi lại cũng mang hơi nước từ bên ngoài vào, nhưng chủ yếu là do máy lạnh không duy trì được cái khả năng khử ẩm. Và với cảm biến humidity sensor thì giúp tăng cường khả năng khử ẩm. Một khi độ ẩm được kiểm soát tốt thì nhiệt độ phòng cũng sẽ giảm nhanh hơn và mang lại cái cảm giác mát dễ chịu nhanh chóng. Những ngày trời nóng nè, mồ hôi ra nhiều nè, hay là sắp tới đây là bắt đầu mùa mưa đó mọi người, là cái độ ẩm nó sẽ còn tăng cao khủng khiếp hơn nữa. Và thiệt sự với riêng Phượng nha, Phượng thấy á, là cái giai đoạn này là cái không khí là nó khó chịu nhất trong năm luôn. Bởi vì sao? Trời thì vô cùng nắng nóng nè, mà mưa xuống một cái là hơi nước nó bốc lên, trời ơi, khó chịu dữ lắm luôn á. Nhưng mà máy lạnh Daikin sẽ giải quyết vấn đề này rất gọn gàng và mang đến cho mình những cái trải nghiệm rất là sung sướng luôn, đúng kiểu là gọi là hưởng máy lạnh luôn đó mọi người. Bây giờ thì Phượng sẽ nói một chút về ngoại hình của chiếc máy lạnh Daikin này nha mọi người. Song song đó thì Phượng cũng sẽ chia sẻ thêm những cái tính năng khác nữa. Đây là máy lạnh một ngựa của Daikin, tuy nhiên so với những dòng máy lạnh một ngựa khác thì nó sẽ có phần to hơn một chút. Điều này là phù hợp cho công suất lớn hơn, nhiều tính năng và công nghệ được trang bị cho nên sẽ cần một cái không gian lớn hơn. Màu sắc chủ đạo là tông màu trắng, màu này đơn giản và tinh tế cho nên phù hợp với nhiều không gian nội thất khác nhau nè. Ngoài phòng ngủ thì Phượng cũng rất là thích lắp ở phòng khách, thiết kế liền lạc nên tổng thể ngoại hình máy khá sang trọng. Cho nên mình lắp ở phòng khách đó sẽ làm tăng thêm cái giá trị không gian nội thất nữa. Mà các bạn cũng biết rồi, phòng khách là nơi mà mình chỉ cần mở cửa ra một cái là không khí ở bên ngoài nó sẽ tràn vào, nó sẽ lùa vào. Và Phượng tin chắc rằng không chỉ riêng gia đình Phượng mà sẽ có rất nhiều gia đình lựa chọn phòng khách là nơi mà chúng ta sẽ quây quần bên nhau nè, rồi là cùng xem tivi, xem phim để giải trí và sinh hoạt chung nữa. Vậy thì mình gắn một chiếc máy lạnh Daikin ở trong phòng khách để tất cả những thành viên trong gia đình của chúng ta mỗi khi sử dụng đều được tận hưởng cái cảm giác mát mẻ, cũng như là hạn chế những cái ảnh hưởng từ bụi bẩn ở môi trường bên ngoài vào nữa. Mở phần nắp lên là các bạn có thể thấy được hệ thống lưới lọc ở bên trong, bao gồm lưới thô ở bên ngoài và còn có cái bộ lọc màu xanh. Đó chính là bộ lọc Enzyme Blue kết hợp lọc bụi mịn PM2.5, có chức năng tiêu diệt các tác nhân gây dị ứng, các hạt bụi mịn trong không khí, giúp khử mùi hôi cũng như tránh gây dị ứng cho trẻ nhỏ. Thêm một điểm cộng nữa là hệ thống cánh gió của máy lạnh có thể điều khiển tự động 4 hướng và khi kết hợp lại thì tạo nên luồng gió 3D. Đây là một tính năng cũng rất là hay luôn nha mọi người, bởi vì như vậy là cả căn phòng của mình sẽ mát đều luôn đó. Nhiều khi Phượng ngồi xem tivi nè, mấy đứa nhỏ ngồi chơi ở một góc nào đó, rồi còn ông xã là ngồi đọc báo chẳng hạn. Mỗi người một góc nhưng mà ai cũng cảm thấy mát mẻ dễ chịu hết, bởi vì là cái không khí lạnh ở trong phòng nó rất là đều. Và như vậy mình sẽ tránh được cái tình trạng là không có bị rét run. Người thì gần máy lạnh sẽ cảm thấy bị lạnh là lạnh run luôn á, còn người ngồi ở xa thì cảm thấy là bị nóng, đúng không? Ngoài luồng gió 3D thì máy lạnh Daikin có tích hợp luồng gió Coanda. Khi mà bạn kích hoạt tính năng Comfort trên máy lạnh Daikin thì cánh gió sẽ tự động hướng lên mức cao nhất và hơi lạnh sẽ được thổi lên trần nhà, sau đó tỏa đều căn phòng. Cái mát gián tiếp cho nên sẽ không bị lạnh run. Nhiều hôm á, ông xã của Phượng coi đá banh á, mà nhất là mấy cái trận đá banh nước ngoài á mọi người, là có khi tới nửa đêm, tới gần sáng luôn, vậy là ngủ luôn ở ngoài phòng khách vậy đó. Mà với những chiếc máy lạnh thông thường á, là máy lạnh nó cái hơi lạnh của nó sẽ thổi trực tiếp vào người, như vậy rất là nguy hiểm đúng không? Còn với máy lạnh Daikin thì có cái luồng gió Coanda cho nên cái cảm giác mát mẻ dễ chịu nè, nó không có ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn giúp mình ngủ ngon, ngủ sâu hơn nữa. Tuy nhiên những cái ngày mà mới gắn đó nha, khi mà thấy ổng ngủ như vậy á, Phượng cũng sợ lắm, cho nên là lọ mọ ngồi vậy đi ra lấy cái mền đắp cho ổng. Nhưng mà ra tới nơi á thì thấy là ông xã nằm ngủ ngon lành luôn, và tự bản thân mình ngay lúc đó cũng cảm nhận được là cái lạnh ở trong phòng lúc đó nó rất mát mẻ và dễ chịu nữa. Máy lạnh Daikin vận hành rất là êm ái, nhưng mà khi cần thiết đó nha thì nó cũng hoạt động rất là mạnh mẽ để có thể mang đến cái cảm giác mát mẻ nhanh chóng. Khi mà mình đi ngoài trời nắng nè, nắng nóng khó chịu vào cơ thể rất là nóng bức khó chịu, thì ngay lúc này mình cần được hưởng cái không khí mát mẻ ngay tức thì. Lúc này thì các bạn sẽ kích hoạt tính năng Powerful. Tính năng này sẽ cho phép máy lạnh chạy hết tất cả những gì mình có trong vòng 20 phút. Với công suất cao hơn các máy lạnh một ngựa khác cho nên thời gian làm mát rất là nhanh. Phượng có đo được nhiệt độ phòng lúc chưa mở máy lạnh là 27.5 độ C. Sau 20 phút hoạt động Powerful, nhiệt độ phòng chỉ còn có 22.7 độ C thôi, giảm gần 5 độ C luôn. Nên là các bạn sẽ cảm nhận ngay được cái mát.
Tuy là công suất cao nhưng mà máy lạnh Daikin vẫn rất là tiết kiệm điện luôn nha mọi người. Mặc dù lúc mua là Phượng cũng đã gọi là tìm hiểu rất là kỹ rồi, nhưng khi mua về sử dụng là Phượng còn phải gọi là kiểm tra thực tế nữa, bằng cách là Phượng đo cái mức tiêu thụ điện năng của máy lạnh Daikin trong vòng một đêm. Cái cách Phượng đo là Phượng đo từ lúc Phượng khởi động cái máy điều hòa đó mọi người, cho tới lúc mà Phượng thức dậy. Tại sao Phượng lại chọn cái khoảng thời gian này? Bởi vì là khi mà mình khởi động đó, mọi người thường bỏ qua cái quá trình này, mình không có đo cái lúc này. Nhưng mà cái giai đoạn này nó diễn ra khá là nhanh, khoảng tầm 30 phút đầu tiên thôi, nhưng mà cái mức tiêu thụ điện năng của nó là gần như bằng cái máy lạnh chạy suốt một đêm luôn. Cho nên Phượng thấy đo cái thời điểm này là khá là chính xác luôn á. Với một căn phòng có thể tích là 36 mét khối, Phượng thiết lập nhiệt độ phòng là 27 độ C và kích hoạt chế độ tiết kiệm điện Econo. Đến sáng thì Phượng kiểm tra kết quả đo thì máy chỉ sử dụng là 1,8 kW điện thôi. Con số này là cực kỳ thấp luôn. Nếu một tháng đều đặn các bạn sử dụng máy lạnh với thiết lập như trên thì tiền điện chưa đến là 180.000 đồng. Đó là mình đã làm tròn mỗi ngày 2 kW và giá điện ở mức cao nhất là 3.000 đồng rồi đó nha. Nhờ có tính năng Econo mà khoảng thời gian đầu, máy hạn chế chạy tối đa công suất, giúp tiết kiệm hơn và cũng đồng thời hạn chế được tình trạng CB quá tải nữa. Ngoài ra thì các bạn còn có thể tiết kiệm điện hơn nữa bằng một bộ phận được trang bị trên máy lạnh Daikin, đó chính là mắt thần. Với phòng ngủ thì Phượng thấy là cái tính năng này cũng không cần thiết lắm. Tuy nhiên với phòng khách thì lại rất là hữu ích luôn nha. Bởi vì mắt thần là có cái tác dụng là cảm nhận được cái sự chuyển động. Cho nên nếu như trong vòng 20 phút mà mắt thần không thấy được sự di chuyển ở trong phòng khách thì sẽ tự động tăng nhiệt độ lên 2 độ để mà tiết kiệm điện. Còn nếu như có cái sự di chuyển nè, có ai đó bước vào nè mà phòng khách đó mọi người biết rồi, đi ra đi vào, thì mắt thần sẽ linh hoạt phát hiện được cái sự chuyển động và tự động giảm nhiệt độ lại 2 độ C. Như vậy rất là linh hoạt luôn và mình đã tiết kiệm lại còn tiết kiệm hơn nữa. Ngoài tính năng tiết kiệm điện ra thì máy lạnh Daikin còn được trang bị những công nghệ để làm gia tăng cái độ bền của sản phẩm. Kể đến đầu tiên đó chính là cái bản mạch Super PCB làm bảo vệ các cái bo mạch trong điều kiện điện áp thay đổi. Ở thành phố thì mình sẽ ít thấy cái trường hợp này, tuy nhiên ở tỉnh nè hay là ở vùng sâu vùng xa thì điều kiện điện áp nó không có ổn định đó mọi người. Lúc thì tăng áp, lúc thì giảm áp, cho nên những cái thiết bị điện của mình rất là dễ bị hư hỏng. Super PCB sẽ giải quyết cái bài toán trên, chống hỏng hóc cho máy lạnh. Ngoài ra dàn nóng là bộ phận đặt ở ngoài trời chịu nhiều nắng gió, dàn tản nhiệt dễ bị hư tổn. Daikin cũng đã phủ lên một lớp vật liệu chống ăn mòn, giúp dàn tản nhiệt có thể hoạt động hiệu quả lâu dài. Vậy thì sau tất cả, dòng máy lạnh Daikin này sẽ phù hợp cho những ai? Trước tiên thì vấn đề tài chính cần phải được cân nhắc nha mọi người. Bởi vì đây là dòng sản phẩm máy lạnh nằm ở phân khúc cao cấp nè. Nhưng mà Phượng thấy cái việc mà sức khỏe của mình được góp phần bảo vệ thì cũng không có đong đếm bằng tiền bạc được phải không nè. Với cái công nghệ làm sạch không khí ở trong nhà streamer, rồi tự làm sạch dàn lạnh nè, sẽ mang đến cái luồng không khí mát mẻ, dễ chịu, trong lành. Đặc biệt là với gia đình có trẻ nhỏ thì mình lại càng phải cân nhắc đến những cái tính năng tương tự. Rồi khả năng tạo luồng gió 3D, luồng gió Coadan, người dùng không chỉ cảm thấy mát mẻ dễ chịu thôi mà còn được bảo vệ sức khỏe, bởi vì không phải chịu cái lạnh trực tiếp từ máy lạnh thổi vào người. Khả năng chống ẩm nè, rồi làm lạnh nhanh nữa, thì trong những ngày nắng nóng sắp tới rất là cần thiết luôn nha. Và cái độ bền của sản phẩm cũng đáng được quan tâm. Và sau tất cả những điều đó thì Phượng thấy rằng cái mức chi phí đầu tư ban đầu hoàn toàn xứng đáng. Và giá cả như thế nào Phượng sẽ để ở phần mô tả cho mọi người xem nha. Mọi người cảm nhận như thế nào về chiếc máy lạnh Daikin ngày hôm nay mà Phượng chia sẻ đến với mọi người? Hãy cùng trao đổi với Điện Máy Xanh nha. Còn bây giờ Ngọc Phượng xin được kính chào và hẹn gặp lại.